Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Lao động. Thưa quý vị, mới đây, một sinh viên Cộng hòa Séc đã bắn tử vong cha mình, sau đó sát hại thêm 14 người và làm bị thương 25 người khác tại trường đại học của hắn ở Praha. Được biết đây là vụ xả súng tồi tệ nhất từ trước đến nay xảy ra tại quốc gia này. Theo đó, chính phủ Cộng hòa Séc đã tuyên bố một ngày quốc tang trên toàn quốc vào ngày 23 tháng 12 để tưởng nhớ các nạn nhân, được quyết định tại cuộc họp nội các đặc biệt cùng tổng thống Paweł. Ông Paweł nói: "Tôi xin bày tỏ nỗi buồn vô tận cùng với sự tức giận trước sự mất mát không cần thiết của rất nhiều sinh mạng trẻ tuổi. Tôi muốn bày tỏ lời chia buồn chân thành tới tất cả người thân của các nạn nhân, tới tất cả những người có mặt trong vụ việc bi thảm này, bi thảm nhất trong lịch sử Cộng hòa Séc. Được biết cảnh sát đã phát hiện ra một lượng vũ khí lớn tại tòa nhà đại học Charles ở thủ đô Praha, nơi vụ giả súng xảy ra. Trước đó họ đã được thông báo nghi phạm có thể sẽ đến Praha từ thị trấn của hắn ta ở vùng Kladno, thuộc ngoại ô của thủ đô. Ngay sau đó cha của kẻ giả súng được phát hiện đã tử vong. Cảnh sát lập tức sơ tán tòa nhà khoa nghệ thuật nơi kẻ giả súng dự định sẽ tham dự một buổi giảng. Nhưng thật không may, sau đó kẻ giả súng lại xuất hiện ở tòa nhà chính lớn hơn của khoa này và thực hiện vụ việc kinh hoàng. Cảnh sát đã có thông tin chưa được xác nhận từ một tài khoản trên mạng xã hội rằng anh ta được cho đã, đã lấy cảm hứng từ một vụ tấn công khủng bố ở Nga vào mùa thu năm nay. Đồng thời cho biết thêm, kẻ gây ra vụ việc là người sở hữu hợp pháp một số loại súng. Giám đốc cảnh sát Martin Von Draschak cho biết, đó là một hành động khủng khiếp được dàn xếp trước, bắt đầu ở vùng Klasno và không may kết thúc ở đây. Giám đốc cảnh sát Von Drasek cho biết thêm rằng tay súng này cũng đã bị nghi ngờ sát hại một người đàn ông khác và cô con gái của anh này. Những người được phát hiện bị bắn tử vong vào tuần trước trong rừng ở một ngôi làng ở ngoại ô thủ đô Praha. Von Drasek cho biết thêm, nhà chức trách cũng đang điều tra xem liệu hắn ta hành động dại dột hay bị cảnh sát bắn tử vong hay không. Cảnh sát cho biết hắn ta là một sinh viên 24 tuổi và có thành tích học tập cao, không có tiền án tiền sự và hắn ta hành động một mình. Cảnh sát yêu cầu không tiết lộ danh tính của kẻ xả súng, nhưng tên của anh ta được một số phương tiện truyền thông Séc đưa tin trùng khớp với báo cáo tìm kiếm của cảnh sát. Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Vít Rakusan cho biết vụ nổ súng không liên quan tới chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Thị trường Braha Bohuslav Svoboda nói với đài truyền hình Séc, Chúng tôi từng nghĩ rằng điều này không thể xảy ra với chúng tôi, nhưng giờ đây, thật không may, thế giới của chúng ta đã thay đổi và vấn đề cá nhân xả súng cũng đang nổi lên ở đây. Nhà Trắng lên án vụ nổ súng và cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ. Các nhà lãnh đạo khắp châu Âu, bao gồm cả Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp, đã lên án vụ xả súng và chia buồn cùng người dân xét. Nhân chứng Ivo Havranek, 43 tuổi, nói rằng, ban đầu anh nghĩ vài tiếng nổ mà anh nghe thấy có thể đến từ những khách sạn du lịch ồn ào hoặc từ trường quay gần đó. Anh nói, rồi đột nhiên có học sinh và giáo viên chạy ra khỏi tòa nhà. Tôi đi qua đám đông và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cho biết chỉ khi nhìn thấy cảnh sát cầm súng trường tự động, anh mới biết đó là sự việc nghiêm trọng. Người dân đã thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân bên ngoài tòa nhà lịch sử của trường đại học Charles, ngôi trường lâu đời nhất ở Trung Âu, được thành lập vào năm 1348. Tội phạm xả súng tương đối hiếm ở Cộng hòa Séc. Vào tháng 12 năm 2019, một tay súng 42 tuổi đã sát hại 6 người tại phòng chờ của bệnh viện ở thành phố Ostrava trước khi bỏ trốn năm 2015, một người đàn ông đã bắn tử vong 8 người tại một nhà hàng Uherski Broad. Mới đây, nguồn tin từ NBC10 Boston cho biết, nghi phạm Robert Katz trong vụ xả súng tại thành phố Lewiston, bang Maine của Mỹ, khiến 18 người thiệt mạng và 13 người bị thương đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nghi phạm tự dùng súng kết thúc cuộc đời mình. Truyền thông Mỹ tối ngày 27 tháng 10, sáng ngày 28 tháng 10 theo giờ Hà Nội, dẫn các nguồn tin hành pháp cho biết, Nghi phạm Robert Cát được phát hiện đã tử vong do vết thương tự gây ra bằng súng, kết thúc cuộc truy lùng kéo dài 48 giờ sau vụ bạo lực súng đạn nguy hiểm nhất lịch sử bang Mên ở Đông Bắc Mỹ. Một nguồn tin nói với Fox News rằng thi thể Cát được tìm thấy gần một nhà máy tái chế anh ta từng làm việc. Trước đó, Mike Ủy viên An toàn Công cộng bang Mên, nói trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 10 rằng các điều tra viên đang giả soát bờ sông nơi chiếc xe của Cát được tìm thấy. Sau chốt cho hay, có một bầu giấy trong ngôi nhà, tôi chưa sẵn sàng thông báo nội dung được ghi trong đó. Một quan chức thực thi pháp luật cho biết, màu giấy có nội dung giống như thư tuyệt mệnh. Cát, 40 tuổi, là nghi phạm thực hiện vụ xả súng khiến 18 người tử vong và 13 người bị thương ở nhà hàng và sân chơi bowling, thành phố Lewiston, bang Maine, tối ngày 25 tháng 10. Giới chức cũng đã công bố danh tính các nạn nhân, trong độ tuổi từ 14 đến 76. Cát từng được đưa vào cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần hai tuần hồi mùa hè người nhà của nghi phạm cho biết anh ta bị ám ảnh bởi những giọng nói trong đầu và tin rằng tất cả người xung quanh đều chống lại mình hiện chưa rõ động cơ xả súng của nghi phạm khác gần đây chia tay bạn gái lâu năm và các nhà điều tra đang tập trung vào giả thuyết nghi phạm đến sân chơi bowling và nhà hàng Guest, vì đó là nơi hai người thường lui tới trước đây các nhà điều tra tin rằng bạn gái cũ của khác đã đăng ký tham gia một cuộc thi tại nhà hàng vào tối xảy ra vụ tấn công theo trang Facebook của Gates, cuộc thi thu hút sự tham gia của nhân viên các quán bar và nhà hàng ở thành phố Lewiston. Đây là vụ xả súng nghiêm trọng nhất ở Mỹ kể từ tháng 5 năm 2022, khi một tay súng xông vào trường tiểu học ở Uvalde, bang Texas, sát hại 19 học sinh và hai giáo viên. Thông tin chi tiết cụ thể chưa được cung cấp, nhưng cảnh sát bang Maine dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau 22 giờ theo giờ địa phương. Nhà chức trách tiếp tục điều tra vụ xả súng khiến 18 người thiệt mạng. Một số thông tin trước đó cho rằng có 22 người chết. Tất cả các nạn nhân đều đã được công khai danh tính, 13 người bị thương. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Coli nói, người dân Maine có thể thở phào nhẹ nhõm nhờ những người dũng cảm đã làm việc ngày đêm để tìm ra kẻ giết người. Khi Tổng thống Biden gọi cho tôi để thông báo rằng thủ phạm của vụ tấn công khủng khiếp ở Lewiston đã được tìm thấy, Chúng tôi bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với lòng dũng cảm và quyết tâm của những người làm nhiệm vụ. Lệnh trú ẩn tại chỗ áp dụng ở quận Androkojin và các khu vực ở quận Sagadahok, lân cận, đã được dỡ bỏ vào ngày 27 tháng 10. Các nhà điều tra nhận được hơn 530 thông tin và manh mối kể từ vụ giết người. Thống đốc Janet Mill cho biết, nạn nhân của thảm kịch này là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm của chúng tôi. Người ta thường nói rằng, Bang của chúng tôi là một thị trấn lớn bởi vì Maine là một cộng đồng gắn bó với nhau. Các nhà lập pháp Maine đã nhanh chóng bày tỏ sự kinh hoàng. Hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ Ôn Hòa Jared Golden thay đổi điểm phản đối lệnh cấm vũ khí tấn công giống như loại vũ khí được sử dụng trong vụ xả súng. Ông gọi đó là một sai lầm. Ông nói, đã đến lúc tôi phải chịu trách nhiệm về thất bại này. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ cầm súng trường tấn công giống như loại súng được sử dụng bởi thủ phạm bệnh hoạn của vụ giết người hàng loạt ở quê hương Lewiston, Maine của tôi. Tổng thống Joe Biden chia sẻ sự thất vọng của mình rằng, một lần nữa, đất nước chúng ta lại đau buồn sau một vụ xả súng hàng loạt vô nghĩa và bi thảm khác. Tổng thống nói sau vụ nổ súng: "Hôm nay, tôi cầu nguyện cho những người Mỹ đã thiệt mạng, cho những người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, cho các gia đình, những người sống sót và các thành viên cộng đồng đang phải chịu đựng cú sốc này." Hiện cảnh sát xét vẫn đang tích cực điều tra vụ xả súng kinh hoàng này. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.